Theo tôi, đẹp là một cảm xúc rất là tích cực và hướng thiện cho mọi người. Trước đây thì đẹp là niềm khao khát của tôi, hiện tại thì đẹp là niềm tự hào, và trong tương lai thì có thể đẹp sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mà tôi không bao giờ quên được. Đẹp là tờ tạp chí thời trang, một lối thiết kế rất sang trọng, tôi rất tự hào là tấm gương mỹ thuật cho đẹp. Đẹp á? Đầu tiên đẹp là một cô gái đẹp, sau đó là một trai đẹp, và thứ ba nữa chắc là một tờ báo đẹp. Với tôi đẹp là... Để tôi đẹp là phải phê. Tạp chí đẹp là một người bạn tâm giao tuyệt vời trên mọi phương diện của người phái đẹp ở Việt Nam. Đẹp là tờ tạp chí giữ vị trí tiên phong trong việc định hướng thời trang làm đẹp của cuộc sống. Không chỉ là cái nôi về nghề nghiệp, đẹp còn là cái nôi trong việc đào tạo tính cách và tình cảm con người. Đến với đẹp, bạn bắt buộc phải đẹp. Đôi khi bạn chưa đủ đẹp, đẹp sẽ làm bạn đẹp hơn bằng mọi giá. Với tôi, đẹp là số 1. Đẹp là một tạp chí rất nặng cả về tên cũng bóng. Và đẹp là tạp chí mà tất cả những người làm cho nó mỗi xuất hiện trên nó đều cảm thấy tự hào. Với tôi, đẹp là sẽ thấy đầu đầy thú vị. Thì năm 1998 là cái thời điểm mà Việt Nam mình cũng mới chỉ có vài cái tạp chí giải trí, tạp chí thời trang thì chỉ có một cuốn thôi. Thì cái lúc đó mình nghĩ đến cái chuyện là làm ra một cái tạp chí dành cho phụ nữ mà nó phải cao cấp hơn, chất lượng in ấn tốt hơn và hướng vào một cái đối tượng những người phụ nữ thành đạt. Ekip làm việc chuyên nghiệp mà từ trước giờ anh đã từng làm và anh cảm thấy rất là tin tưởng. Tôi cảm thấy kinh ngạc vì 15 năm đẹp chưa bao giờ ngừng sáng tạo. Đẹp chỉ khởi đầu cho các tranh cãi. Một lần nữa, đó là hiện tượng thứ hai để tôi có thể gọi đẹp là một hiện tượng của thể lượng. Làm đối ngoại, làm báo đối ngoại, báo ảnh Việt Nam, báo đối ngoại. Cho nên là mình làm theo kiểu nó rất là quy lát. Thế nhưng khi mà làm tổng biên tập đẹp thì anh bắt đầu được tiếp xúc với lại rất nhiều các cái giới văn nghệ sĩ, thì mình cảm thấy là mình trẻ hơn, mình thời trang hơn. Khác biệt là sự lựa chọn duy nhất của những người dẫn đường. Cho nên là tôi vẫn nói chuyện với các cái thương hiệu thời trang ngày hôm nay là chúng tôi là cái người đầu tiên vỡ hoang cái mảnh đất này và dọn đường cho họ bước chân vào thị trường Việt Nam. Và quả thực là như vậy, rất nhiều cái thương hiệu đã đồng ý với tôi cái điều đó. Tôi đẹp là tờ tạp chí giữ vị trí tiên phong trong việc định hướng thời trang, làm đẹp và lối sống. Khi tạp chí đẹp ra số đầu tiên thì tôi cũng đang chuẩn bị đón em bé đầu tiên của tôi chào đời. Cho nên là một bà bầu thì chỉ nghĩ đến đứa con của mình và mong cho nó ra đời được suôn sẻ. Còn sau đó đường đời rất là dài, mỗi một năm sẽ là một trải nghiệm mới, một khó khăn mới, một thành công mới hoặc là một cái gì đó mà mình chưa đón được. Cho nên là đến ngày hôm nay thì tạp chí đẹp so với 15 năm trước có lẽ là nó đã có một sự trưởng thành riêng. Tôi nghĩ là nó đang rất rất đẹp. Đẹp đã làm, ví dụ như đẹp fashion show thì cũng là một cái sự kiện mà được giới làm nghệ thuật cũng như giới thời trang là rất là đánh giá rất cao. Chị Hương Color là cái người đầu tiên thiết kế cho tạp chí. Cái thủ ban đầu thì chúng tôi còn chưa biết cách chọn cho mình một cái phong cách riêng, là một cái cách mà hầu như các cái tạp chí thời đó đều làm, là chúng tôi mượn những cái thiết kế của quốc tế, Hương Color vào Thành phố Hồ Chí Minh, có cái thời gian nghiên cứu về cái xu hướng thiết kế, cái phong cách thiết kế thì mới tìm ra được một cái phong cách riêng của tạp chí đẹp, phong cách thiết kế, cái chất lượng hình ảnh mà nó đạt được cái đẳng cấp quốc tế, nhưng mà nó vẫn mang cái nét rất
là đặc trưng của một cái tạp chí Việt Nam, và đó chính là cái nét hấp dẫn của đẹp. Ngày hôm nay chúng tôi có những một cái ekip thiết kế rất là xuất sắc, như là chị Hà Đỗ, như là chị Linh ở Hà Nội. Những người đó là những người thực sự là lao động trí óc để tạo ra một cái phong cách riêng. Đẹp của tôi thì phải đỉnh. Đẹp của tôi giống như một cô gái đang yêu, xinh đẹp và tràn đầy hơn. Điền vào dấu ba chấm. Đẹp của tôi thì phải. Đẹp của tôi thì đương nhiên là phải đẹp rồi. Phải hiền lành, dễ thương, dịu dàng giống như tôi. Mình nghĩ thì đẹp phải độc đáo, phải thật cá tính và phải duy nhất. Đấy là một trong những cái tờ báo mà làm bìa đẹp nhất Việt Nam. Cái tờ bìa của tạp chí Đẹp mà để lại cho tôi ấn tượng mạnh nhất đấy, đó chính là tờ bìa với những cái chấm bi trắng đỏ được giám đốc sáng tạo Hà Đỗ lấy cảm hứng từ những cái tác phẩm của nữ nghệ sĩ đương đại người Nhật Ayui Kosama. Trang bìa chẳng hạn, đặt hàng trăm cái trang bìa bên cạnh nhau sẽ không thấy có một cái tờ bìa nào giống cái tờ bìa nào. Đó là cái sự sáng tạo không ngừng nghỉ, và đó là cái nét đặc trưng khác biệt mà tạp chí Đẹp mang đến cho người đọc. Đẹp gần 14 năm, có thể nói là một trong người đầu tiên đi cùng với Đẹp. Tất nhiên là tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Cái điều mà gần nhất để mà nhớ đến nhất là cái ngày chia tay với Đẹp. Ngày chia tay với Đẹp thì thực sự rất là khó. Ngày rồi thì không có cái gì là mãi mãi cả, để mà cái sự sáng tạo nó luôn được tiếp nối, và những cái điều mới mẻ sẽ luôn luôn đồng hành với Đẹp, và những cái ký ức của tôi sẽ còn mãi mãi sâu đậm. Xin được cảm ơn tất cả những ai đã đi cùng Đẹp, dù chỉ một quãng đường, họ đã cùng chúng tôi làm nên tờ Đẹp. Chúng tôi rất trân trọng. Chúng tôi rất biết ơn ekip làm Đẹp, những người biên tập, những người làm nội dung, những người thiết kế, những người sáng tạo, những người làm hình ảnh. Họ là một ekip hoàn hảo, mà cái sự đam mê sáng tạo của họ đã tạo ra cái sự khác biệt mà Đẹp luôn luôn có để duy trì cái vị thế tiên phong của mình. Cho đến ngày hôm nay, Đẹp luôn luôn là người mở đường, và chúng tôi xin cảm ơn những người làm Đẹp vì những cái gì mà họ đã đóng góp cho tạp chí Đẹp ngày hôm nay. Tôi nhận thấy cá tính của mình tương đồng với cá tính của Đẹp, và Đẹp chính là tình yêu rất lớn. Isaac rất yêu đẹp.